Xin chào các em, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 101 trang 47 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2 Đề bài như sau, thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số A 5 1 phần 2 nhân 3 3 phần 4 Vậy để nhân được hai hỗn số này thì chúng ta sẽ phải viết chúng dưới dạng phân số Sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân Đầu tiên cô sẽ đổi 5 1 phần 2 và 3 3 phần 4 ra hỗn số 2 x 5 là 10 cộng 1 là 11 phần 2 nhân với 3 x 4 12 cộng 3 là 15 phần 4 bằng 11 nhân với 15 là bằng 165 phần 8 Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu B Câu B của cô cũng sẽ đổi 6 1 phần 3 3 x 6 18 cộng 1 là bằng 19 phần 3 Chia 4 x 9 là bằng 36 36 cộng 2 là bằng 38 phần 9 Sẽ bằng 19 phần 3 nhân với nghịch đảo của 38 phần 9 là 9 phần 38 Vậy sẽ bằng Chúng ta sẽ rút gọn 9 và 3 19 và 38. Như vậy, ở đây 38 chia cho 19 là bằng 2, 19 chia cho 19 là bằng 1. 39 chia cho 3 là còn 3. Vậy sẽ là 3 phần 2. Như vậy cô vừa dẫn các em giải xong bài 101 trong sách giáo khoa.